Con cũng biết mà. Chức vụ CEO mà Linh Lan đang nắm giữ cũng chỉ là tạm thời. Dạ. À, sắp tới đây, tập đoàn sẽ nghiên cứu suy xét để trao chức vụ đó lại cho Gia Huy. Còn nếu không thì là sẽ tìm một người nào đó có năng lực để mà thay thế. Nhưng mà thật lòng, chú nói với con, chú muốn cái người ngồi ghế đó là con. Dạ. Con được chú Long tin tưởng như vậy, con rất là vui. Cảm ơn chú. Nhưng mà con phải nhớ một điều, chú đưa con lên ngồi cái ghế đó không phải để cho con tiếp tục là người thân cận bên cạnh anh Phát đâu. Hèn gì ông ta bỏ qua cho mình dù ông Khang bên Khang Nhật, thì ra là muốn mình về dưới trướng ông ta để giành lấy tập đoàn. Chú hỏi con câu này, nếu sau này chú nắm giữ tập đoàn World thì con có ý kiến gì hay không? Ý chú muốn hỏi con có dám đối đầu với ông Phát hay không chứ gì? Dù gì ông ta cũng chỉ là cha nuôi của con thôi mà, đúng không? Dạ đúng. Ngày xưa con rất là vui khi được ba nhận làm con nuôi. Ba cho con ăn học, ba cho con một tương lai, ba cho con công việc. Con rất là mừng. Nhưng đến một lúc nào đó, con đã phát hiện ra rằng những gì mà ba đang làm chính là vì ba đang đầu tư cho hai thằng con trai của ba, chứ không phải là dành cho con. Bởi vì ba muốn con phải phò trợ hai thằng con trai bất tài vô dụng của ông. Cũng không thể nào trách anh Phát được, bởi vì anh có hai đứa con trai. Người làm cha mà, lúc nào cũng muốn con của mình tiếp nối sự nghiệp của mình, đó là chuyện rất bình thường. Cũng vì lý do đó mà chú rất ganh tị với anh đó. Bởi vì chú có con gái. Cho dù con gái của chú có tài tới cỡ nào đi chăng nữa, nó không thể nào giành được quyền tập đoàn World theo ý của chú đâu. Bây giờ chú hỏi con, giả sử thôi nha, nếu sau này con trở thành con rể của chú thì con có vấn đề gì không? Chắc chắn 100% là con sẽ là người phụ giúp chú, đúng không? Dạ tất nhiên rồi. Nếu như mà con được làm con rể chú thì còn gì bằng chứ. Đương nhiên. Nhưng mà thật ra thì con không biết là con gái của chú có đồng ý chọn con hay không. Với giả lại con cũng chưa gặp được con gái chú bao giờ cả. Gặp rồi. Con gặp rồi. Rất là dễ thương. Thậm chí còn làm việc dưới quyền của con nữa đó. Con gặp rồi. Ừ. Làm việc dưới quyền của con. Đúng rồi. Không lẽ là Bảo Như hả? Chào tất cả mọi người. Như mọi người cũng đã biết, đây là Bảo Như, nhân viên của phòng chiến lược. Nhưng mà có một chuyện từ lâu rồi tôi chưa bao giờ công bố. Thực ra Bảo Như chính là con gái ruột của tôi. Thì ra là con gái của anh ta. Sở dĩ bấy lâu nay tôi chưa hề tiết lộ chuyện này là tôi muốn con gái tôi Bảo Như làm việc đi lên bằng chính năng lực của mình. Và tôi cũng rất kỳ vọng rằng con gái của tôi sẽ không làm cho tôi phải thất vọng. Sẵn đây có cậu Minh, là người quản lý trực tiếp của Bảo Như. Cậu thấy Bảo Như làm việc như thế nào? Cứ thẳng thắn nói ra, đừng ngại gì, nó là con của tôi. Nếu Bảo Như làm việc thất trắc, tôi sẽ lập tức cho Bảo Như rời khỏi. Dạ. Dạ. Chú nói vậy thì con xin thưa. Thật ra thì con đánh giá cao Bảo Như lắm. Mặc dù là công việc mới, không tránh khỏi cái sự bỡ ngỡ, nhưng con phát hiện ra là Bảo Như rất có tiềm năng, rất thông minh. Con nghĩ là trong tương lai cô ấy sẽ phát triển trở thành một nhân tài của công ty. Cảm ơn những nhận xét khách quan của cậu. Thực ra thì tôi cũng rất tin tưởng vào năng lực của con gái tôi. Và tôi kỳ vọng rằng sau này Bảo Như con gái tôi, nó sẽ thay thế tôi.
giữ một vai trò quan trọng trong tập đoàn. Và sắp tới, tôi sẽ để cho Bảo Dư tham gia nhiều hơn nữa vào hoạt động quản trị kinh doanh của tập đoàn, và với sự dẫn dắt của cậu Nguyên Minh. Dạ, chú cứ yên tâm, nhất định con sẽ giúp đỡ cho Bảo Dư. Như vậy là ông Long đang tìm cách để kiểm soát tập đoàn. Có vẻ như Nguyên Minh và Bảo Như cũng đang ở bên phe của ông ta. Kiểu này khả năng trở lại chiếc ghế CEO của anh hai có vẻ khó hơn rồi đây. Sắp tới Linh Lan chắc cũng không yên với phe của ông Long đâu. Khải Nguyên. Dạ. Em thấy Nguyên Minh phản ứng sao với chuyện này? Có vẻ như là Nguyên Minh đã biết trước là Bảo Như là con đực của chú Long rồi. Còn những lời khen mà Nguyên Minh dành cho Bảo Như, trời, nghe giống như là viết ra sẵn trên giấy vậy á. Vậy là họ đã bắt tay từ trước hả? Không biết việc để Linh Lan vào chiếc ghế CEO có phải là sự tính toán của chú Long không? Anh nghĩ là có. Đây chính là cách tạo tiền lệ để phụ nữ lên làm CEO. Em biết chiêu để dọn đường cho Bảo Như sau này đó. Tôi khờ thiệt chứ. Chơi với Bảo Như vậy mà không biết cổ là con của ông Long. Người ta muốn giấu rồi thì làm sao mà mình biết được. Cũng như tôi, hồi lúc trước tôi cũng đâu có biết ông là cậu ba của tập đoàn Quơ này đâu. Cái bà này, thì tại tôi không muốn cho người ta biết tôi là con của nhà giàu có. Được vào công ty lớn làm là nhờ mối quan hệ, chứ tôi đâu có thâm sâu như Bảo Như đâu. Đây nè, mà biết Bảo Như vậy rồi á thì làm ơn tránh ra giùm tôi. Đừng có xà nẻo rồi thân thiết nữa. Mà nói cái gì vậy? Tại cổ cứ sáp cho tôi, chứ tôi có ý gì với cổ đâu. Trời ơi, không có ý gì nhưng mà người ta hiểu lầm. Nhìn hai người chẳng khác nào là một cặp hết. Hèn gì Linh Vi chia tay ông là đúng. Hả? Mà đó cái gì? Không lẽ Linh Vi hiểu lầm tôi với Bảo Như hả? Thôi. Chứ gì nữa, không lẽ ông không biết? Thôi, em đừng có trách nó. Tội nghiệp thằng em của anh. Em biết không, từ nhỏ tới lớn đi học, năm nào cũng lãnh giấy khen lộ giỏi hết đó. Mà chuyện tình cảm yếu kém lắm. Kiểu này không được rồi. Ghẹo chi không biết được. Nhìn giống con nít vậy đó. Tại sao thấy sếp là chạy vậy là sao? Bộ không có gì báo cáo công việc hả? Dạ sếp, bây giờ em phải đi giao file gấp. Giao giờ luôn hả? Ừ, bên khách hàng gửi deadline gấp, sáng sớm mà phải có, nên bây giờ em phải nộp file cho bên lưu trữ để sáng mai phòng hội nghị còn kịp nhận nữa. Em đi được chưa? Gì? Khoan đã, anh có chuyện này muốn nói với em nè. Cho anh xin lỗi nha, đã làm em hiểu lầm. Thật ra anh với Bảo Như không có tình ý gì hết trơn á. Anh chỉ yêu mình em thôi à. Anh nói thiệt á. Anh chỉ yêu một mình Linh Vi thôi à. Tin anh nha. Tự nhiên sao nay anh mạnh mẽ quá vậy? Thì anh phải mạnh mẽ để giữ lấy tình yêu của mình chứ. Em tin anh nha. Em tha lỗi cho anh rồi phải không? Ừ. Tha lỗi cho anh thiệt phải không? Ừ. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Nhưng mà lần sau á, em thấy anh đi với Bảo Như nữa là em chia tay thiệt luôn. Không có đâu. Không những là Bảo Như mà tất cả các cô gái khác á,
anh cũng không ngó ngàng tới đâu. Anh chỉ yêu một mình Linh Vi thôi à. Không có giận anh nữa nha. Nhưng mà hôm nay á, em đi ghi hình về trễ, tự nhiên thấy cũng đói bụng quá. Nhưng mà em phải đi giao file gấp rồi. Em cứ yên tâm, bây giờ em cứ đi vô giao file đi. Ra đây là có đồ ăn cho em ăn liền à. Lúc nào anh cũng chuẩn bị cho em sẵn hết. Coi bộ hai người quay lại với nhau rồi ha. Bà cứ việc giữ lấy anh Nguyên đi, tôi đây không có ham. Kệ đi mẹ, tin anh đi, anh chỉ một mình em thôi à. Nha. Thôi em đi giao file đi, ra đây sẽ có bánh cho em ăn liền á. Đi đi. Vậy em đi giao file nha. Ừ. Anh ra ngoài đợi em nha. Ừ. Dạ. Bảo Như. Ủa anh. Anh đón em đi ăn như vậy đồng nghĩa với việc là hẹn hò hay sao? Cứ cho là như vậy đi. Anh nghĩ là sắp tới anh và em sẽ hợp tác lâu dài nữa. Coi bộ anh cũng là người biết nhìn xa trông rộng quá ha. Thú thiệt với em, gia thế là một lợi thế, em thì có sẵn, còn anh phải luôn luôn tìm tới nó. Được rồi, vậy thì let's go. Cái tập đoàn này sớm muộn gì cũng thuộc về mình thôi. Để ở đâu sao lại không có ta? À, dạ bác sĩ. Con chào bà. Thì con biết là bà muốn đem ông Phát về nhà, nhưng mà sau khi con làm các xét nghiệm thì con thấy tình trạng của ông Phát không được ổn. Dạ, có phải là ông Phát trước đây không uống thuốc thường xuyên theo chỉ định đúng không ạ? Dạ không, sao lại có chuyện đó được? Tại vì hằng ngày con dâu tôi nó vẫn hẹn giờ cho chồng nó uống thuốc đầy đủ mà bác sĩ. Vậy thì là có thể là do anh Phát của mình không đáp ứng được thuốc nữa đó bà, nên sức khỏe của anh ấy mới dần suy yếu. Mà như vậy thì mình cần phải có thời gian dài để hồi phục. Vì vậy lúc này anh Phát càng không nên xuất viện ngay được. Dạ tôi hiểu rồi. Dạ cảm ơn bác sĩ. Dạ tôi đi. Dạ. Sao vậy? Sao kiếm không có cái gì hết vậy? Thuốc nó để đâu? Hay là con Hành hằng ngày nó vẫn cho thằng Phát uống thuốc, nhưng tại do cái cơ địa của thằng Phát bây giờ không có thích hợp với thuốc đó nữa nên mới không có tác dụng. Chắc đúng như vậy chứ gì trời. Con. Dạ nội. Nội kiếm gì ạ? Nội tự nhiên sao thấy bị đau bụng nên nội định kiếm dầu để nội sức vô cho nó hết nè. Nội đau bụng hả? Ừ. Nội đau nhiều không?
Mà đau từ hồi nào vậy nội? Để con đưa nội đi bác sĩ nha. Ôi trời ơi, cái gì mà đi bác sĩ lận, không có cần đâu. Để nội kiếm dầu nội sức vô là hết liền à. Ừ. Dạ, dạ vậy để con đi kiếm cho dầu phụ nội. Con đi kiếm đi. Mà thôi khỏi kiếm. Nội nhớ rồi, chai dầu ở bên phòng nội đó. Để nội qua nội kiếm dầu nội sức xong là hết liền à. Khỏi kiếm nữa. Ừ. Dạ. Giờ chắc không có nên nói gì với anh em tụi nó. Mất công tụi nó lại lo nữa. Thôi để nội qua bên phòng nội nghe. Dạ, con đi với nội luôn. Đi. Hôm nay tăng ca mà thấy không mệt mỏi gì hết ta. Còn cười nữa vui dữ à. Thì hôm nay em được tiếp thêm năng lượng, cho nên mọi mệt mỏi xua tan. Dữ vậy sao? Thôi đi cô ơi, cô với Khải Nguyên làm lành rồi chứ gì. Mà mệt cô ghê á. Mấy hôm trước thì ủ dột, hôm nay có tình yêu tưới là tươi lên liền. Đây nè, cười vừa thôi, cái miệng tết tới mang tay rồi kìa nha. Nguyên trái tim to đùng trên đầu ai cũng thấy. Hai này, tình yêu và sầu riêng là hai thứ không thể che giấu được mà. Sợ thiệt chứ. Yêu thì yêu mà ăn thì vẫn lo ăn ha. Tình yêu và sầu riêng không thể thay thế được. Hay đó cô gái. Mà nè, sau này có chuyện gì á thì em nói thẳng với Nguyên. Nguyên không phải là người giỏi về chuyện tình cảm. Em mà cứ ậm ừ kiểu đó, có ngày mất đáng chịu nghe chưa. Ồ, vậy là hai nói cho anh Nguyên biết, cho nên anh Nguyên mới biết chuyện Bảo Như á hả? Ừ. Thất vọng ghê. Người yêu gì mà khờ dễ sợ. Khờ khờ gì mới yêu nổi cô đó cô. Mà hôm nay sao rồi, quê ổn không? Do phải đầy đủ chưa? Đây nè, yêu thì yêu nha, nhưng mà làm việc là không có được sơ suất đó. Khách hàng này quan trọng lắm biết không? Hai cứ yên tâm, em làm hơi bị xuất sắc đó nha. Em biết dự án này quan trọng, cho nên em đã gửi thẻ cho bên lưu trữ rồi. Vậy sao? Good job. Đi ngủ. Ồ, em chưa có ngủ được đâu hai. Hồi nãy em được anh Nguyên tẩm bổ, cho nên bây giờ còn no dữ lắm. Em mà ngủ liền á hả, là cái cục mỡ này nè, nó sẽ mọc đóng lên, nó sưng lên, xấu cho mà coi. Rồi đó, thức đi nha, ngủ trước à. Alo. À, dạ chị, em là Quân bên phòng hậu kỳ. Chị nghe nè Quân. Dạ, em đang cần file chị quay chương trình hôm qua để dựng á. Ủa, có chuyện gì hả Vi? Dạ không có gì đâu chị hai. Chị lên nha. Dạ. Nhưng mà hồi nãy em qua phòng lưu trữ á, họ nói là không có. Sao lại không có được? Tối qua về là chị gửi file cho bên lưu trữ rồi mà. Vậy đợi chị chút, chị tìm lại cái nha. Rồi cắt clip. Ê, final bữa chơi ngon mày. Cắt clip lại. Cũng được đấy. Rồi mà final tụi mày kia gì đi. Hai ông nội, xấu ra cà phê. Gì chả? Cái gì? Gửi clip đi. Ông nội này. Ông nội này check nữa. Mail lại. Bắn bua đâu muốn chết nên đi cà phê cà hế gì. Trời ơi, sao nhắn tin không ai trả lời hết trơn vậy? Cái quán cà phê ở dưới mới mở, khuyến mãi 4 ly tặng 1 ly. Nhắn tin cho không ông nào trả lời hết trơn á. Thôi, uẩn rồi chị. Uẩn nữa, suy tim. Nói gì vậy? Uống nữa suy tim, sáng chắc nó uống rồi. Đúng rồi đó. Trời ơi. Rồi sao? Sao không trả lời, không uống hả? Có cầm điện thoại đâu biết. Bạn bè mệt vậy. Thì để bữa khác đi, còn nhiều dịp mà. Chán thiệt chứ. Mai. Mai nha, nhớ Mai nha. Mới vô.
biết làm sao nữa. Anh Phong, anh, hôm qua em có gửi một cái file cho bên lưu trữ á, sao giờ bên đó nói là không có gì hết vậy anh? Anh nào, rồi em có nhận biên bản hay giao nhận gì không? Chứ hồi sáng này anh đã kiểm tra máy rồi, không có một cái file nào hết. Rồi trong hộp thẻ cũng không có cái thẻ nào cả. Không, hôm qua em có nộp file cho bên lưu trữ. Cái anh đó tên cái gì đờ... Đạo đúng không? Đúng rồi, anh Đạo á. Hôm qua em gửi, em có ký sổ nữa mà. Giờ kêu không có là sao? Ủa, sao rồi? Thất lạc thẻ hay là đã chép file vô máy mà giờ không có vậy? Hôm qua em có gửi 4 cái file cho bên lưu trữ, mà giờ kêu không có thẻ, không có file gì hết trơn á. Em bình tĩnh đã, có gì mình từ từ giải quyết mà. Phong, em liên lạc với người trực tối qua đi, rồi sẽ biết thông tin thôi mà. Alo. Đạo hả? Em trực đêm qua đúng không? Linh Vi bên phòng sản xuất có giao thẻ cho em không? Không, tối hôm qua tôi không có nhận cái file, cái thẻ nào từ chương trình hết á. Vi, Vi nào? Tôi không biết Vi nào hết trơn á. Tôi có xin phép anh nghỉ, anh duyệt giùm tôi nha. Còn tôi sốt mấy ngày nay. Giờ sao anh? Em còn nhiều chương trình phải làm lắm. Cái này gấp, phải đẩy lên dựng trước. Giờ không có file biết tính sao đây. Em bình tĩnh đã. Quân, em về em xử lý, em dựng chương trình khác đi. Khi nào anh xử lý xong bên đây á, anh sẽ liên lạc với phần hậu kỳ nha. Dạ. Phong, anh Đào nói sao rồi? Nó nói là không có nhận thẻ nào từ Vi hết á. Cái gì? Hôm qua em có gửi file cho bên lưu trữ, mà giờ kêu không có là sao? Em có ký sổ đàng hoàng mà. Giờ anh Đào ở đâu? Nó xin nghỉ phép rồi, con nó bệnh từ đêm qua tới giờ. Vậy đâu có được, anh phải lên đây giải trình chứ. Tự nhiên anh muốn nghỉ ngay là nghỉ làm sao? Anh cho em số điện thoại của ảnh đi, để em gọi cho ảnh. Thôi em bình tĩnh đã, mọi chuyện để từ từ anh xử lý. Phong, em về em làm việc đi, chuyện đó anh xử lý sao? Dạ em biết rồi. Đi làm đi. Có gì từ từ nha. Nha. Thôi mình đi. Ok rồi, tôi đã nắm thông tin rồi. Tôi sẽ tìm cách để lên kế hoạch trao đổi với khách hàng. Cảm ơn. Ok. Vì đừng có khóc nữa mà. Nín đi. Hàng đã nghe báo cáo rồi. Đừng có khóc nữa. Vì đừng có khóc nữa nha. Mọi chuyện sao rồi ông? Phong, trưởng phòng lưu trữ có gọi cho Đạo rồi, nhưng anh ta đã phủ nhận, nói không có nhận thẻ gì của Vi hết. Sáng nay thì anh ta đã xin nghỉ phép, nói là do con bị sốt, nên tôi còn không trao đổi gì được luôn. Sao lại vậy được? Linh Vi rõ ràng là không nói dối. Tối qua tôi còn nhắc chừng con bé mà. Đúng rồi, lúc hôm qua em về công ty gặp anh á, anh thì đi mua đồ ăn, em có giao thẻ ký tên đàng hoàng, nhưng mà giờ nó không có. Lúc về nhà thì chị Hai hỏi em, nói em giao xong hết rồi. Anh Đạo này đúng là có vấn đề mà. Thôi đừng có khóc nữa nha. Cũng chưa dội kết luận được đâu, cần phải tìm hiểu mới biết được. À, dự án này là do phòng chiến lược đem về, hay là ông liên hệ với anh Minh và Bảo Như xem thử coi có thể liên lạc được với khách hàng xin giờ ngày giao file lại được không? Ừ, tôi biết rồi. Linh Vy, đừng có khóc nữa nha.
Tôi và Bảo Như đã tìm cách trì hoãn khách hàng, nhưng khách hàng không chịu, bắt chúng ta phải giao khoai, nếu không phải bồi thường hợp đồng. Ủa hai, vậy là lấy tiền đầu tư bồi thường hả hai? Theo thỏa thuận trong hợp đồng thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đầu tư dự án. Cứ theo nguyên tắc mà làm, nhân viên vi phạm hợp đồng thì bồi thường hợp đồng khách hàng là chuyện bình thường. Vậy là bây giờ em phải đền hết số tiền đó hả hai? Vì bên mình vi phạm hợp đồng nên phải bồi thường. Được, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm về sự việc lần này. Nếu như xác định đây là lỗi của Linh Vi thì Linh Vi phải chịu trách nhiệm bồi thường 100% điều khoản hợp đồng. Ủa cái gì vậy con? Ủa sao đi đâu về mà tự nhiên về nhà khóc vậy? Ơ trời, hả? Sao vậy nè Vi? Trời đất ơi, bà nè, con sao vậy? Sao tự nhiên con khóc vậy? Em sao vậy con? Hả? Ủa em nó bị gì vậy? Dạ chuyện là vậy, Linh Vi nó làm mất vai quan trọng của khách hàng á mẹ. Có thể là nó phải đền số tiền rất lớn. Cái gì? Ôi trời, đền số tiền rất lớn hả? Lớn là lớn sao? Ừ. Hả? Lớn lắm. Mẹ cứ bán hết cái nhà nếu có đủ tiền đền không. Ôi trời đất ơi, chết rồi. Nè con, Sao lại để xảy ra chuyện này vậy hả? Thì như con nói với mẹ rồi đó, là Linh Vi làm mất vai. Ê, nhưng mà cái phái nó quan trọng như vậy, tại sao con không giữ cho em mà để cho em giữ gì hả? Mẹ, con cũng có công việc của con, mỗi người một việc mà, chứ con đâu có thể ôm đồm hết công việc của Linh Vi được đâu. Trời đất ơi, rồi bây giờ có cách nào giải quyết hay không hả? Chẳng lẽ bây giờ để cho nó đền? Có không con? Luật của công ty là như vậy rồi mẹ, ai có lỗi thì phải nhận thôi. Là Linh Vi làm mất cho nên là Linh Vi phải nhận lỗi thôi. Luật cái gì trời? Dù sao đây cũng là em của con chứ đâu phải là người dân đâu. Mà cái gì cũng dở luật ra để nói chuyện vậy hả? Con phải nghĩ cách gì giúp em chứ. Kìa bà nói cái gì kỳ vậy? Tôi nói vậy không đúng hay sao? Con mình nó làm sếp thì nó phải công bằng với mọi người, chứ không thể thiên vị người nhà được. Cái lỗi là lỗi của con Vi đây nè, nó tắc trách, hiểu chưa? Nó bất cẩn. Con không có lỗi, con đưa vai rồi chứ bộ, tự nhiên là mất cái đổ thừa con. Ủa vậy là sao? Không phải con làm mất hả? Đúng rồi. Nè sao bắt con đền? Kỳ vậy, nó đâu có làm mất đâu, tự nhiên bắt nó đền là sao? Tụi con đang trong quá trình điều tra á mẹ. Để coi là điều tra sẽ ngọn ngành như thế nào. Có thể là hiểu lầm, hoặc là có thể là Linh Vi sẽ không đền bất cứ khoản tiền nào hết trơn á. Gia đình mình yên tâm nha. Có thể, con thì lúc nào cũng có thể. Rồi lỡ đâu không điều tra ra thì sao? Bắt con nhỏ đền à? Trời ơi, rứt rồi, hai cái cô này thiệt đó, báo hại gia đình không hà. Nè, tôi nói trước nha, bây giờ mà có đền cái gì, tự bỏ tiền ra mà đền đi. Trời đất ơi, tưởng đâu là làm tổng giám đốc thằng sao? Làm tổng giám đốc là vậy đó hả? Không có được một cái gì hết á. Bà, cái gì từ từ tính, cái gì đâu mà nóng quá trời quá thì đất vậy? Thì ông tính đi, tôi không có tính được. Bà, thiệt tình, má bay vậy không á? Bà, từ từ rồi tính bà. Bà, sao em vô dụng quá vậy nè? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Bực mình thiệt chứ, làm việc không có tí trách nhiệm nào hết. Có bận việc thì phải báo, phải mở máy chứ, đề phòng công ty, lỡ có chuyện gì thì sao? Khóa máy rồi, bực mình thiệt chứ. Khải Nguyên, ở nhà ăn uống gì chưa con? Dạ, con ăn rồi nội. Ừ. Nội với anh hai mới lên thăm ba con hả? Ừ.
chắc là qua tuần sẽ xin cho ba con xuất viện về nhà. Chứ cứ nằm trong bệnh viện hoài cũng không có tốt. Vì Hạnh thì ở suốt ở trong bệnh viện, chắc là cũng khó chịu mà không thấy thoải mái nữa. Anh hai, chuyện của công ty... À nội, con đưa nội lên nghỉ ngơi nha. Ừ, thôi được rồi, tụi con có chuyện gì làm thì cứ làm đi, nội tự đi một mình được. Dạ. Ừ. Sao? Chuyện mất file ghi hình là sao? Công ty mình từ trước giờ chưa xảy ra chuyện đó bao giờ. Lần này là mất thiệt luôn đó anh hai. Em với Linh Vy tìm cả buổi mà không thấy đâu hết á. Anh nghe Linh Lan nói, Nguyên Minh và Bảo Như bắt Linh Vy phải đền hợp đồng nếu như không giao file đúng hạn. Tại sao họ không xin khách hàng cho mình giờ deadline lại chứ? Ít ra cũng cần phải có thời gian để tìm hiểu và xử lý chứ. Nhưng mà họ là khách hàng của phòng chiến lược đem về mà anh hai. Thì mình đâu có làm được gì đâu. Nhưng mà họ có lý mà. Ừ. Cho dù Linh Lan có là CEO đi nữa thì cũng phải xử lý công tâm. Còn không thì họ sẽ không bỏ qua đâu. Anh biết rồi. Mà liên hệ với người Linh Vy giao thẻ được chưa? Chưa anh hai. Ý như là họ muốn trốn vậy đó. Em liên lạc hoài mà không có được. Mai anh em mình đi tìm. Hạ bệ Linh Vy có nghĩa là cũng muốn hạ bệ Linh Lan. Chuyện đó không đơn giản như vậy đâu. Không có thể nào trùng hợp như vậy. Vậy đi làm nè em. Linh Vy. Vậy đi làm. Vậy. Em không đi làm đâu. Em không muốn ra khỏi phòng. Em không muốn gặp ai hết á. Vậy đi làm đi. Còn rất nhiều việc phải cần em xử lý. Bây giờ em nằm đống như có giải quyết được gì không? Giờ mà em đi làm, kiểu gì mọi người không cười vô mặt em. Em gây ra cái phốt lớn như vậy mà. Thôi em không đi đâu. Em mà đi chắc em chụp cái mệnh kính mít vậy luôn á. Thà em lên công ty còn có Khải Nguyên, có Thái Duy, mọi người làm em vui. Đi làm cho khuây khỏa. Mà thật ra ai mà không có sai lầm. Thật ra chuyện lần này cũng đâu phải sai lầm của em đâu. Em đã nói là chắc chắn em đã giao cái thẻ cho người ta rồi. Đúng. Không đáng bị khinh thường. Em đã giao file rồi. Tự nhiên cứ như vậy à. Tức thiệt chứ. Rồi rồi, bây giờ đi xuống thay đồ đi làm. Thà là em vô trong công ty em gặp đồng nghiệp còn đỡ hơn là em phải đối mặt với ba mẹ. Ba mẹ hiện tại đang rất là căng thẳng về chuyện tiền đền bù đó. Cậu còn tới đây làm gì nữa? Cậu làm phiền gia đình tôi đấy thấy không? Nè, tôi nói cho cậu biết nha. Cái tập đoàn gì mà quơ quơ của cậu đó, làm ăn gì mà kỳ cục vậy hả? Nghĩ sao vậy? Con gái của tôi á, tự nhiên bây giờ mất mấy cái thẻ rồi bắt nó đền là sao? Mà cái câu chuyện nó như thế nào kể tôi nghe coi. Là sao? Dạ con... Con sao? Hả? Gì đây? Mẹ, con đã nói với mẹ rồi. Cái thẻ đó là lưu trữ dữ liệu ở công ty, trị giá hơn cái tỷ bạc. Chứ đâu phải là cái thẻ không đâu mà. Mẹ muốn đổi là đổi. Trời đất ơi, cái gì 1 tỷ hả? Trời ơi, chết rồi. Bây giờ con còn binh nữa hả? Mẹ nói vậy không đúng hay sao? Nè, cậu, tôi nói cho cậu biết nha. Cái tập đoàn quơ á, kỳ cục lắm nha. Con tôi nè, nó cống hiến bao nhiêu công sức, bao nhiêu chất xám luôn. Mà bây giờ nghĩ sao? Mất thẻ rồi bắt nó đền, rồi bắt nhà tôi tự nhiên gánh nợ vậy làm sao? Bác đừng có quá lo lắng. Con sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Linh Vy. Gì? Gì? Mới nói gì? Hả? Con sẽ bồi thường cho Linh Vy.